đột nhập nhỏ hoa hậu Khánh Vân đi anh. Trời, em có tin anh đến 1, 2, 3 là hoa hậu Khánh Vân xuất hiện ở cửa nhà anh không? Không tin à? Nhìn này. 1, 2, 3, chiêu. Em biết chưa, biết chưa? Em nghe đồ dưới đột nhập ở nhà em hả? Đúng không, mọi người comment nhiều lắm. Không cần đâu, không cần đâu, để em qua nhà luôn. Không biết tại vì sao không? Không, em vẫn có nhà. Mấy khi có dịp được khách quý qua nhà chơi lại còn là hoa hậu Khánh Vân, tôi bị tiếp đãi thật thịnh soạn mới được. Mời em ngồi, anh sẽ bàn tạt sơn hào hải vị để đãi em. Đây là trái bắp tiên, 1.000 năm mới ra một bắp. Nghe đồn nếu ai ăn hết trái bắp này trong vòng 1 giây thì sẽ trường sinh bất lão. Còn đây là quả dừa coconut, nếu em ăn được cả vỏ của quả dừa này thì bộ răng của em sẽ trở nên lấp lánh như kim cương. Còn đây là quả táo đến từ đất nước Khánh Vân bảo để Khánh Vân tự khám phá tủ lạnh nhà tôi. Thật ra thì tủ lạnh nhà tôi cũng toàn sơn hào hải vị mà trên thế giới này không ai có. Trời trời, Khánh Vân đã phát hiện ra bảo bối quý giá nhất trong tủ lạnh của nhà tôi. Lò cà pháo sông Hương này khó lắm anh mới mua được, em đừng ăn hết nha. Mà nãy giờ nghi ngờ em không phải là Khánh Vân, em là Khánh Vân giả. Nếu ta thấy chúng mình đi. Nằm nghe sóng hồ từ lỡ. Đúng rồi, Khánh Vân của tôi yêu. Hóa ra hoa hậu cũng giống như người trần mắt thế. Cũng thêm cà pháo sông Hương, ngọt ngọt chua chua giòn giòn ngon dữ ta.